Vâng à, chú rể hoàng huynh chúng ta rất đẹp trai cùng với cô dâu Kim Phụng rất là đẹp, giống công chúa Elsa đây quý vị ha. Và bây giờ không biết nói gì hơn, xin mời tất cả quý vị hãy dành cho hai nhân vật chính chúng ta ngày vui hôm nay một tràng pháo tay thật dài và thật to đến quý vị. Xin cảm ơn tất cả quý vị và sau đây xin mời chú rể Hoàng Minh có vài lời phát biểu cùng với tất cả các quan khách một buổi chiều hôm nay đi ạ. Nói đại tự nhiên đi con, hôm nay là cưới vợ rồi, không gì mắc cỡ nữa con. Dạ, dạ hôm nay là ngày vui của con. Con xin cảm ơn tất cả mọi người, cô, chú, anh chị, cậu, mợ, anh chị em, bạn bè đã đến tham dự buổi tiệc này chung vui với hai con ốc với con ạ. Dạ. Cưới vợ rồi mà còn rôn, giờ đã vui chứ lắm nào. Hồi trưa là cái ngày là lễ long trọng đó, có đằng trai đằng gái bà con hay họ người lớn rất là nhiều buổi chiều hôm nay á, còn bạn bè của Hoàng Minh với Kim Phụng trẻ không, chúng ta hãy mạnh dạn mà hãy cổ vũ cho đôi bạn này được trăm năm hạnh phúc nhé quý vị. Và nghi thức rót rượu và các bánh ngày cưới hôm nay của Hoàng Minh và chú rể cô dâu Kim Phụng chúng ta xin được phép bắt đầu. Xin mời hai cháu. Tại vì chơi với công á, nó phải kêu mình bằng chú rồi. À, nó kêu mình bằng cô cũng được có sao đâu. Kính thưa quý vị, chai rượu xanh ban đầu tiên ngọt ngào tuôn trào trên tháp ly và những dòng khói trắng tinh sẽ làm cho tình yêu của Hoàng Minh và Kim Phụng được tràn đầy hạnh phúc. Trời cao bằng vương miện sáng, hai lệ đăng hoa, vũ trụ trong đèn, tình yêu của Hoàng Minh dành cho Kim Phụng ngọt ngào và tràn đầy cũng như các đồng sáng minh ở trên sân khấu của chúng ta. Và sau đây xin mời hai cháu chúng ta cùng nâng ly rượu giao môi ngày vui hôm nay. Xin mời tất cả chúng ta hãy hướng về sân khấu và dành một tràng pháo tay thật to và thật dài để chúc mừng cho Hoàng Minh cùng với Kim Phụng được trăm năm hạnh phúc. Rượu cho bôi tay phải luôn con. Xin được phép bắt đầu một tràng pháo tay thật lớn của mình ơi. Ôi đẹp quá. Thay mặt cho anh em trai nghệ sĩ xin kính chúc cho hai con được trăm năm hạnh phúc. Tiếp theo xin mời hai cháu đến cắt bánh. Trời ơi, chịu rồi, chắc bánh sát luôn đi. Rồi, nghiêng đầu qua mình, rồi. Hoàng Minh, Kim Phụng, bắt đầu từ đây, mãi mãi bên nhau, ngọt bùi, cay đắng, chia sẻ cho nhau trong những ngày tới. Và xin kính chúc hai cháu được trăm năm hạnh phúc. Rồi, đứng ra đi nhánh giữa. Không, con nhìn kỹ mặt của chồng con kìa, bây giờ không có ai gì hết đó, chồng con nè, đẹp trai không, càm trẻ ngon ghê vậy. Bây giờ xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy chứng kiến Hoàng Minh dành một nụ hôn ngọt ngào dành cho Kim Phụng, cô dâu Kim Phụng giống Elsa đẹp quá. Còn gì nữa, quay lại đi con, đừng có mắc cỡ, giờ là vợ chồng rồi, ôm eo vô mình, rồi, hôn một nụ hôn ngọt ngào cho các coi, 1, 2, 3 vô ngon quá. Xin cảm ơn cô dâu chú rể rất nhiều và xin cảm ơn tất cả quý vị đã nhín thời gian quý báu của mình đến đây cùng dự buổi thành hôn của Hoàng Minh và Kim Phụng. Xin trả hai cháu về với một tay yêu thương của mọi người. Xin cảm ơn rất nhiều. Kính quý vị, trong ngày vui của Hoàng Minh và Kim Phụng nay, trân trọng kính mời tất cả quý vị chúng ta bước lên sân khấu tham gia chương trình ca nhạc để chúc mừng cho hai bạn trăm năm hạnh phúc cùng với tất cả mọi người có mặt buổi chiều hôm nay. Xin cảm ơn. Và để bắt đầu chương trình ca nhạc ngày vui hôm nay, xin mời quý vị thưởng thức phần trình diễn đầu tiên của nhóm.